ơi, các anh ơi, cả nhà đến với kênh YouTube của Máy Móc Việt Nam Thủ Đức nha. Thì trong thời gian này em thấy mấy anh đang rất muốn tìm hiểu về những cái dòng khoan mà có thể là vừa khoan tường vừa sử dụng vít để sử dụng gia đình cũng như là sử dụng thợ, nhưng mà mấy anh có thể là sử dụng ít hoặc là không có phải làm những cái chuyên môn cao hơn. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho mình là bốn dòng máy khoan với ba chế độ luôn ha. Thì đầu tiên sẽ là một con siêu nhỏ gọn như thế này. Dòng này sẽ sử dụng chân pin là D16. Thì chân pin nó sẽ là chân pin hình trụ như thế này ha mọi người ha. Dòng này nó sẽ chỉ có là chân pin 2A như thế này thôi nha. Chân pin 2A với 16.8V. Đấy. Thì cái dòng này lúc trước nó cũng đã về cho mình một combo rồi. Tuy nhiên thì đợt này nó sẽ ra cho mình là cái combo khác, nó hơi khác một chút so với cái mẫu cũ. Thì nếu như mà mấy anh đã có cái dòng chân pin D16 trước đó thì bây giờ cũng có thể sử dụng tiếp cái con máy này cho cái chân pin cũ đó nha, chứ không phải là nó về khác là nó sẽ khác chân pin, nó vẫn sử dụng chân pin D16 luôn. Rồi con này sẽ là 1045BL, tức là nó sẽ có lực xiết là 45 N, cao hơn với cái con dòng máy cũ. Với khoan ba chế độ vít khoan và búa 20 cấp trượng như thế này, có hai nút chỉnh tốc cho mình ở đây, có hai nút chỉnh tốc nha. Rồi chạy thử cho mọi người nghe con máy một chút, cũng khá là êm ái luôn à. Con này thì vẫn sẽ khoan tường được cho mấy anh luôn, cho nên là mấy anh đang tìm một con máy khoan tường sử dụng gia đình hoặc là sử dụng thợ, nhưng mà chỉ cần 10 ly thì có thể là suy nghĩ về dòng này. Dòng này thì bên em sẽ đưa đến cho mình hai sự lựa chọn. Một là mọi người có đã có chân pin D16 như thế này rồi ha. D16 chân pin như thế này rồi thì mình sẽ tạo cái thân con máy không? Thân máy ha. Thân máy thì bên em sẽ có giá cho mình là 700 nha cho thân máy. Còn nếu như mà mình chưa hề có pin sạc và lần đầu tiên mình mua thì có thể là lấy luôn nguyên combo của nó. Thì em sẽ giới thiệu luôn cho mình nguyên combo của nó sẽ gồm có những gì luôn nè. Đó, thì dòng này nó được một cái là nó sẽ có cho mình một cái túi khá là ok như thế này. Đó, thay vì là đựng trong hộp nhựa cho những cái hãng khác hoặc là những cái dòng sản phẩm khác, thì nó tăng nó làm cho mình một cái túi như thế này. Và túi này cũng được xem là một túi chống sốc nha cả nhà, một túi chống sốc nha. Rồi đi kèm nó sẽ có cho mình là một cái túi đeo hông như thế này luôn. Thì những anh mà làm trên cao thích con máy nhỏ gọn thì có thể là sử dụng dòng này đó. Thì cái túi này nó sẽ đựng cho mình được như thế này luôn, rất là tiện luôn nha. Hoặc là mình sẽ đựng ốc vít khi mà mấy anh bắn tôn hay này kia, có đeo luôn ha mọi người, có dây đeo nè. Rồi đi kèm cho nó sẽ là một thăng hai pin và một sạc nha, một thăng hai pin một sạc. Và dòng này mọi người đừng có thấy nó nhỏ gọn như thế này mà cảm thấy là chắc là sẽ rất là nhanh hết pin, thì không có nha. Dòng này nếu mấy anh khoan tường bình thường hoặc là bắn vít bình thường thì một cục pin như thế này cũng dao động trên dưới là 150 vít á ha. Thì với những anh mà chuyên làm vít thì với cái lượng như vậy hai cục pin mình cũng sẽ sử dụng được trong một ngày rồi. Rồi qua với cái dòng D16 thì bây giờ sẽ giới thiệu cho mình là ba cái dòng máy khoan sử dụng chung chân pin M21. Thì chân pin M21 mấy anh đã rất quen thuộc rồi ha, nhưng em cũng sẽ giới thiệu lại cho những anh nếu như mà mình mới tìm hiểu về dòng chân pin này. Thì dòng chân pin M21 nó sẽ có thiết kế như thế này. Ở đây nó sẽ có cái chấu như thế này nè mọi người ha. Và dòng này là dòng pin 2A của Detong. Pin 2A của Detong thì hiện tại nó sẽ có hai mẫu nha, hai mẫu. Đó, một mẫu là này được xem như là mẫu cũ đi ha, mình sẽ gọi là mẫu cũ đi cho nó dễ. Còn này sẽ là mẫu cải tiến mới, thì nó sẽ là đều là pin 2A hết. Và hai dòng pin này thì nó trên nhau là 40 cành nha mọi người, trên nhau 40 cành. Cục pin cũ này nó sẽ là 480, còn cục pin pin mới này nó sẽ là 520, 480 và 520 ha. Rồi thì nó đều là pin 2A hết cho nên là dung lượng của nó cũng giống nhau nha. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mình một dòng khoan. Khoan ha, con này thì là khoan và vít, nó chỉ có hai chế độ nha mọi người, khoan và vít. Đó, thì nếu như khoan tường sơ sơ thì mình cũng vẫn có thể sử dụng con này. Còn nếu như mình khoan tường nhiều thì mình sẽ qua cái con khác giúp em ha. Tại vì nó chỉ có chế độ là khoan và vít thôi, nó không có chế độ búa ha. Rồi dòng này sẽ có lực cho mình là 50 N với 1050BL nha. Đấy, 20 cáp trượt luôn, cũng có cho mình là hai nút chỉnh tốc như thế này. Đó, khá là êm luôn, con máy chạy rất là êm nha. Đầu sẽ là đầu auto lock nhựa như thế này, thì em thấy rất nhiều anh thích cái đầu auto lock nhựa này hơn so với những cái đầu mà bằng sắt như thế này ha. Thì cái này cũng tùy vào cái sở thích của mỗi người thôi, cho nên em cũng không có biết là như thế nào.
cũng không hiểu là lý do vì sao mà lại có anh thích đầu này và anh thích đầu kia ha. Thế là tùy vào cái sở thích thôi. Đó, thì nếu như mà mình lấy combo của con chăn pin này thì nó sẽ cao hơn combo của cái con chăn pin mà 2.000 thường một chút nha, nó trên nhau 40.000, cho nên giờ em sợ mình báo giá cho mình là hai combo luôn. Rồi báo giá ngay cho mọi người luôn nha, một thân một pin 2A plus như thế này cùng một cục sạc, sạc là sạc nhanh như thế này luôn nha mọi người, sạc lại là sạc nhanh nha. Đó, thì một thân hai pin một sạc combo như thế này khi mọi người đặt hàng sẽ nhận đúng với cái hình mà em đưa lên cho mình luôn, thì nó sẽ có giá là 1.490. Đó là chưa tới 1.500.000 luôn mọi người, 1.490.000 mình đã có được nguyên của combo một thân một pin và một sạc nha, rất là hời luôn. Nếu như mà mình thấy cục pin này nó cao hơn quá thì mình có thể là lấy combo của con pin này ha, thì nó sẽ trên nhau 40.000, tức là sao 1.490 hoặc là 1.450, thì tùy mấy anh thích cái cục pin nào thì mình sẽ tạo cục pin đó thôi. Đó, mình đặt combo nào thì bên em sẽ giao cho mình combo đó nha. Tiếp theo sẽ qua cho mình một dòng con 10 ly tiếp nè. Thì hai con này mọi người thấy nó sẽ hơi na ná giống nhau, lập xiết cũng đều là 50 hết nha. Tuy nhiên con một cái đầu màu trắng này nó sẽ có thêm chức năng cho mình là búa, tức là nó sẽ có ba chức năng, bít, khoan và búa ở đây. Ở đây cho mọi người bít, khoan và búa với 20 cấp trượt và cũng có hai tốc độ như thế này luôn. Đó, thì mọi người sẽ thấy hai con máy này nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau một cái là một con là chuyên bít, một con là vừa khoan và bít, và một con là bít, khoan và búa. Đấy, chuẩn chưa? Rồi, đây thì con này nó cũng như con hai hồi nãy ha, nhưng mà nó là khoan tường được. Cho nên nếu mấy anh muốn tạo một con máy khoan tường thì hãy tạo con này. Rồi, dòng này thì nó cũng sẽ có giá là thân rồi combo. Combo thì bên em cũng sẽ lên cho mình cái combo khá là yêu thương luôn, một thân, một pin, một sạc. Sạc cũng là sạc nhanh như thế này luôn ha. Nếu như mình đã có chân pin M21 rồi hãy tạo cái thân không, 750. 750 cho cái thân không như thế này. Còn nếu như mà mình chưa có pin sạc gì hết, hãy tạo ngay nguyên combo của nó, một thân, một pin 2A như thế này, một sạc chỉ có là 1.480. 1.480 thôi nha mọi người nha. Ủa, mọi người nghe cái giá thấy rất là đã đúng không? Thì hai con này nè, cái thân con này là 730. À 720 nha mọi người, 720. Rồi cái thân con này là 750, tức là nó chuyển giao theo một chút là thêm một cái chế độ búa nữa thì nó trên nhau 30.000. Rồi mình thấy cái con nào cần thì mình sẽ tạo con đó nha. Rồi hai combo con này thì nó cũng sẽ trên nhau vài chục ngàn nữa thôi, không có bao nhiêu hết. Rồi cuối cùng cho cái video ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mình cái con này. Dòng này thì chắc là không cần phải giới thiệu nhiều luôn á, mấy anh đã rất là quen thuộc với dòng này rồi. Tại vì cái dòng này nó đã về rồi, nó đứt hàng một khoảng thời gian, sau đó nó đã về lại. Và con này em thấy mấy anh rất là thích, thật sự rất là thích. Tại vì sao? Nó có lực xiết khá là lớn luôn, 55 niu luôn nha. Động cơ là động cơ Brulette như thế này, thiết kế cũng khá là nhỏ gọn, không bắt bị sai luôn ha. Đó, với ba chế độ là vít, khoan và búa, cũng 20 cấp trượt và hai chế độ luôn. Thì ba con này đều có giống điểm giống nhau là 20 cấp trượt và có chỉnh tốc độ hết nha. Rồi chạy thử nè. Đó thì nãy giờ mọi người nghe ha, từ hai con này chuyển qua con này, cái chế độ máy nó chạy mọi người có nghe thấy nó năng lên một cách bậc khác không ạ? Rồi thì từ từ em sẽ nói lý do vì sao mà nó có sự năng lên như vậy, vì cái giá của nó cũng cao hơn mà đúng không? Chất lượng nó đi kèm với giá cả mọi người. Đấy. Rồi nghe con máy thấy đã không ạ? Dòng này thì lý do vì sao em đưa vào combo này, giá của nó cũng ngang ngang so với hai con trước, là tại vì con này đang có chương trình cực kỳ hot luôn cho mọi người. Cái thân không con này đã là 990. Đó, 959 cho cái thân con này, trong khi hai con hồi nãy em giới thiệu cho mình cái thân chỉ là 720 và 750, đã trên nhau cho mình là mấy trăm ngàn rồi đúng không? Tuy nhiên con này nó đang có chương trình rất là hot, một thân một pin 2A như thế này được tặng một cục sạc 250 ha mọi người ha, cục sạc nhanh 250. Thì con này nguyên combo đó, một thân một pin 2A một sạc nó chỉ còn 1.470.000 cành đó, 1.470.000. Thì mọi người nãy giờ nghe ba cái con máy này nè, cái combo của nó na ná bằng nhau luôn, 1.450.000, 1.480.000, 1.470.000. Thì mình sẽ chọn thử xem là ba con máy này mình sẽ chọn con máy nào nha. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ xem thử là mình nên chọn con máy nào trong ba dòng máy mà em vừa mới giới thiệu cho mình nha. Thì cái con hai con này thì là bình thường rồi, cho nên là mình mua lúc nào cũng được. Tuy nhiên cái con này nè, mọi người hãy nhanh tay tạo đi. Tại vì sao? Chương trình một thân một pin tặng sạc nó chỉ chạy hết tháng 11 thôi nha mọi người. Hết tháng 11 là hết chương trình, thì nó sẽ quay về giá cũ là một thân một pin một sạc, nó sẽ lên
1.720.000. Đó thì mọi người xem đi, tự nhiên mình đang có mức giá 1.470.000, không mua đĩa từ 1.712.000 chạy đi mua, tiếc không? Rất là tiếc luôn nha. Rồi hãy nhanh tay tạo con máy này đi. Ba dòng máy này bên em đang được phân phối tại Thủ Đức cũng như Bình Tân. Bình Tân thì sẽ ở 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thủ Đức thì sẽ ở 753 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức nha. Mấy anh gần khu vực nào thì hãy ghé khu vực đó để có thể tham khảo những dòng sản phẩm bên em. Ngoài ra nếu như mấy anh ở xa thì hãy không ngần ngại, hãy liên hệ với số hotline phía trên, rồi có thể bình luận ở phía dưới, bên em sẽ liên hệ lại cho mình ngay nha. Cảm ơn mấy anh đã xem cái video của em nè. Xin chào.